Chào mừng mọi người đến với livestream ở cửa hàng xe máy Đức Kiên nhá. Hôm nay mình live bên Sega cho mọi người nha. Chào Minh Phúc, chào Nguyễn Thủy nhá. Minh Phúc ơi, hôm nay cửa hàng live bên Sega ấy thì CR15 lại cửa hàng ở bên xe số cơ. Minh Phúc có thể sang bên cửa hàng tại 289 Ngô Quyền. Cửa hàng để CR15 bên đấy nhá. Chào Nguyễn Minh Thuận, chào Vũ Văn Thi nha. Cửa hàng có rất nhiều xe cho mọi người tham khảo luôn. Minh Phúc cứ đến cửa hàng xe số cửa hàng nha. Chào Nguyễn Quang Vinh nha. SH cửa hàng có rất nhiều luôn. Chỉ từ 50.800.000 là có xe SH này nhá. Nhiều xe cho mọi người tham khảo luôn. Cửa hàng có cả xe mới cho mình luôn. Xe mới các dòng như Honda, cửa hàng đều có nhé. Chào Bình An. Xe Vision cũng có rất nhiều. Các bạn mẫu xe cũ, xe mới cửa hàng đều có. Màu đỏ tươi này, đỏ đô, đen nhám, màu trắng cửa hàng đều có nhé. Ablade cửa hàng cũng có nha. Từ 27.600.000 là có xe này mọi người nhé. Chào Bình An, chào Phùng Sơn nha. Đây Vespa cửa hàng có rất nhiều luôn. Vespa là chỉ từ 27.900.000 là mọi người đã có sở hữu Vespa nhé. Liberty này, Grand này, cửa hàng đều có nhé. Ablade các bạn 125, 150 cửa hàng đều có cho mọi người nhé. Ablade đây ạ. Đen nhám các đời 2018, 2019 cửa hàng đều có nhé. Bình An ơi, cửa hàng có xe Ablade đỏ đen nha. Đây, mình sẽ quay cho mình bạn xem. Nè bạn ơi, Ablade đỏ đen đời 2015 đây nhá. Chào Vũ. Chào Văn Đông nha, chào Vũ Tuấn Quyền nha. Chào Diệp Mát nha. Mình nghe nói đấy là Ablade đời 2019 màu đen nhám. Vision đen, Vision màu trắng. Cửa hàng đang có cả xe mới xe cũ ấy chị ạ. Thì chị muốn tham khảo cho con xe nào ạ? Đây. SH đen nhám, SH đỏ cửa hàng đều có nhá. Chào Toàn Râu nha. Ethamon cửa hàng đang có một con xe màu trắng. Chào Phùng Sơn nha. Chị ơi, Vision 2021 cửa hàng em
đang có một con xe cũ và xe mới. Chị check ebook của cửa hàng em nha. Đây, S5MO màu trắng, đời 2015, xe có 38.900.000 thôi. Chào Phạm Huy Kẹm, thùng sơn ơi, đen nhám. Thùng sơn ơi, bạn check ebook của cửa hàng nha, cửa hàng đã gửi cho mình rồi đấy. S5MO cho rất nhiều mọi người tham khảo luôn. Từ các đời như là đời 2015 đến đời 2021. Chào Tọa Râu, chào An Tuấn Anh nha. Cửa hàng đang có con Vario màu đỏ trắng, rất đẹp luôn. Xe biển sẵn mọi người, chỉ việc mua về đi thôi. Chào NX Sang, chào mùa đông không lạnh nha. Cửa hàng có rất nhiều xe lít cho mọi người tham khảo nhé. Các bạn màu vàng nâu này, xanh đen này, màu đen bóng này, và xanh nâu nữa. Chỉ từ 27.600.000 mọi người có thể sở hữu con xe lít này rồi. Chào Bá Duy, chào Đức Lễ nha. Hà Phạm ơi, con Vario bạn có từ 15 triệu là được trả góp nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi cửa hàng nha. Bạn Hữu ơi, shop có giao xe đi tỉnh cho mình nha. Chào Nguyễn Nhâm, chào Hà Phạm. Đây, Abarth đời 2020, xe màu trắng. Rất nhiều khách hỏi xe này luôn. Giá là 35.900.000, xe mới chạy có 3.000 cây thôi nhé. Một 25, 150, cửa hàng đều có cho mọi người nhé. Xe mới xưa cũ, Abarth cửa hàng đều có nha mọi người. Mọi người muốn tham khảo con xe nào cứ đến cửa hàng nhé. Nhân viên bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho mọi người. Xe ga thì cửa hàng để ở bên 237 Ngô Quyền, Thành phố Hải Dương. Còn xe số cửa hàng để bên 289 Ngô Quyền, Thành phố Hải Dương. Xe mới thì cửa hàng để ở bên 238 Ngô Quyền, Thành phố Hải Dương nhé. Tất cả con xe của cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn. Thảo Ninh ơi, SHMO 2021 cửa hàng em có cả xe cũ và xe mới nhé. Chị muốn tham khảo con xe nào ạ? SHMO rất nhiều cho mọi người luôn, các bạn đời. Ai muốn xe cũ có xe cũ, ai muốn xe mới đều có xe mới cho mọi người nha. Chị Thảo Ninh ơi, xe SHMO 2021 cửa hàng em đang có hai con nhé. Nó sẽ từ 54.800.000, xe mới chạy có 1.000 đến 3.000 cây thôi. Có các màu như là xanh đen này, với cả màu đỏ đen.
mọi người muốn tham khảo con set nào cứ để lại bình luận nhé. Cửa hàng em sẽ gửi đường link cho mình và em sẽ báo giá chi tiết cho mình nhé. Chào cua bim bướm bướm nha. Em hát đen nhám này. Em hát đỏ này. SHR 2021 sandwich cửa hàng có rất nhiều nhé. Chào Giáp Hoàng Văn nha. Tất cả dòng xe ga cửa hàng đều có cho mọi người nhé. Mọi người muốn tham khảo con xe nào ấy có thể vào trong cấp trực tiếp của cửa hàng để xem. Chào DP Hưng nha. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Thì mọi người muốn tham khảo con xe nào có thể lại bình luận hoặc có thể trực tiếp lên cửa hàng em. Cửa hàng tại 237, 289 và 238 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Tất cả các con xe của cửa hàng đều có được hỗ trợ trả góp. Mình chỉ cần mỗi chứng minh thư hoặc là căn cước công dân là được trả góp rồi nhé. Xe cửa hàng chỉ mua bán xe đầy đủ giấy tờ. Chào tất cả mọi người nha. Và rất mong sự ủng hộ của mọi người đến với cửa hàng nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của cửa hàng nhé. Tạm biệt mọi người.